Rồi em xin chào toàn thể các bác nhá. Nay em lại đưa bác quay trở lại với cái mô hình chim câu bác. Xem trong cái mùa dịch này cái đàn chim câu nó phát triển đến như thế nào bác nhá. Giờ thì không để mất nhiều thời gian của bác, em xin quay cái màn hình quay lại cho bác vào cùng trải nghiệm cái mô hình chim câu. Đây để đi đến được cái mô hình thì phải vào đi qua khu nhà ngang này bác nhá. Là một đống máng của anh. Máng các anh đem ra để dọn vệ sinh các bác. Đây phải đi qua cái nhà ngang này bác. Nói là nhà ngang nhưng mà đây cũng là thuộc một cái nhà khách luôn bác nhá. Bác để chuyên là tiếp đón các bác là đến giao dịch chim câu, mua chim câu, ngồi nghỉ uống nước và trước làm gì đấy? Thằng cám à? Đấy, đi qua này có cái cửa lách này, sang này. Nhà này thì hai mô hình quá. Đi ngược lên cái phía trên này một cái khu nuôi nhốt của anh ấy. Cái khu trên này nhỏ hơn bác nhá. Đi đưa các bác vào trong cái mô hình lớn này xem. Chiếc thằng cá nó chim à? Cái to của nhà anh chị chưa cám. Quay cho bác xem là anh chị dùng nguyên liệu cám gì nhá. Nên dùng là cần hỗn hợp đoạn cho gà đẻ 19 tuần tuổi. Nên liệu ông chị dùng một cái loại cám này không? Này, trước khi đi chăn thì phải qua cái máy sàng cám. Cái bột này có thể tận dụng giá ăn được á. Trong phía trong này vào đến cái mô hình của nhà anh ấy quá. Em đứng quãng này em quay cho bác xem tổng quan cái mô hình. Cái mô hình nhà anh rất rộng bác nhé, bố trí rất là ngăn nắp luôn. Cái dãy giữa này là kê được 4 dãy, với dãy kép là được cứ một cái dãy này là được 2 bác nhé. Có đường vào là rất tiện, việc chăm sóc kia có mấy cháu nhỏ đang chăm sóc chim ra rồi. Quay bác xem mà trong cái thời gian này có nhiều chim non không. Chim cái mùa này mùa dịch nghe vẻ khó bán quá. Đấy chim non đây quá. Con cháu chăn chim à? Bà. À. Bà cũng chăn chim à? Chim. Vâng. Bây giờ mới cho ăn sáng à bà? Bên này là hai bà cháu đang cho chim ăn buổi sáng không ạ? Chỗ này ăn máng một ngày ăn hết không bà ơi? Ngày kia mới cho. À đây à, ngày kia mới cho. Chứ một ngày nó không ăn hết được nhỉ? Cái máng này nó đầy. Đây khu quân viên này rất rộng luôn bác nhìn này. Cái đợt này là rất nhiều cái chim kiểu như bán thương phẩm rồi đấy, dài cánh ấy, kiểu chưa bán hay sao quá. Chỗ này thì có ít chim này non đây, mấy đôi này chim non. Em đi với nhiều bác cứ thắc mắc hỏi là không biết là cái dòng chim Pháp này đến cái dòng mi mắc ấy, toàn bộ có màu trắng đặc biệt, không biết là đạt được trọng lượng bao nhiêu. Hôm nay tiện trải nghiệm với em trực tiếp em cân thử cho bác xem mà một con bất kỳ ở cái khu vực nuôi nhốt này xem là đạt trọng lượng bao nhiêu các bác nhé. Các bác đợi em một chút, em đi vào em mượn vài chủ nhà cái cân ra một cân này. Nhà chị có cái cân nhỏ không gì? Có cân nhỏ cân 5 cân không?
mua. Có cân được chim không em, cân thử con. Đây để cân trực tiếp cho các bác xem con nhá. Sợ nó bay không? Cứ đặt kiểu nào được, khỏi nó bay mất buồn cười lắm. Cái này phải búa chỗ làm mới được. Giữ im chờ tay à. Đó, không được rồi, đặt đi. Khó cân quá. Cháu ôm một cánh thôi, để cho. Xấu lạ nhỉ. Nói chung là trung bình được 600g. Khi bây giờ nó già dài cánh nhưng không đóng cửa chuồng à? Đóng chưa? Đóng rồi đúng không? Nói chung là trung bình một cái đôi lon như thế này thì chắc nó cũng phải có con to con nhỏ bác nhé. Nhưng vừa cân vừa lại cân con này. Nói chung nó nhỉnh hơn con kia. Được 600g các bạn. Dòng chim này thì nó trung bình nó chỉ được đến cái tuổi xuất thương phẩm ấy nó được 600-700g. Thỉnh thoảng có con đột biến thì cũng có thể lên được đến 800g. Cái dãy trong này nhiều đúng không? Cái dãy trong cái khu vực này thì ánh sáng nó hơi tối. Nuôi với cái số lượng nhiều như anh đi buổi sáng ra thì là hơi vội các bác ạ. Thấy hai bà cháu ở cả nhà đi chăm sóc cho chim ăn luôn không nhé. Tiện em cầm cái cân vào để cất giả cho chủ nhà. Vào này tiện để hỏi xem mà giá cả đợt này thế nào các bác nhé. Cái khu bên này là thấy bán hết rồi đâu các bạn. Thấy có lồng không không? Cả gian này. Ở bên này bán hết chim rồi gì? Bán hết món chim bên này à? À lọc đó. À lọc. Già không đẻ chứ? Đây chim non bán bao tiền đôi gì? 80.000 à, không nên à. Không, có qua đâu, em qua bác. Rẻ nhờ, chim rồi này ạ. Như vậy là giá chim thịt hiện đại 80.000 một đôi các bác. Rồi em mua quay cho bác trải nghiệm một chút, đến em xin dừng video tại đây các bác nhé. Xin chào và tạm biệt tất cả các bác.